Toàn bộ đối với người dân là người ta hiểu trách nhiệm của cái dịch bệnh Covid làm ảnh hưởng rất lớn. Lập chốt của anh em làm cái nhiệm vụ chốt là rất vất vả, ngày đêm 24/24 vì trách nhiệm của cộng đồng. Người dân chúng tôi là bây giờ cũng là rất là lo lắng, nhưng mà Tết đã cận kề rồi mà người thân là ở nơi xa chưa được về, và chúng tôi sẽ thực hiện đúng quy định của nhà nước đề ra. Vì bây giờ đang thời vụ gieo lúa mới gieo trồng của bà con, cho nên là bà con cũng vẫn tập trung đi ra đồng để làm cho kịp thời vụ. Còn đâu thì Covid thì mình chỉ chấp hành, ví dụ như mình không tụ tập đông người, mình không tập trung ăn uống, hoặc của nhà mình làm thì mình không làm chung đụng như ngày xưa nữa.